Văn Việt đá phạt. Thêm một pha cản phá đủ ấp, và lần này thì bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Bóng bật ra, sau đó được đệm rất nhanh, làm tung lưới của đội Thanh Hóa. Một tình huống mà Bùi Ngọc đã xử lý không được như ý, và bàn thắng đã đến với Thằng Ninh. Kính thưa quý vị, như vậy vào phút thứ 37 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 8 Mạc Hồng Quân đã ghi bàn mở tỷ số của Mạc Hồng Quân. Tất cả đều rất vui, bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Đất Mỏ ở mùa giải năm nay. Mạc Hồng Quân là người có góp nhiều cho Thằng Ninh những mùa giải gần đây. Diachenko là người đã tận dụng tầm cao để phần nào đó khiến cho Bùi Ngọc khó khăn. Mạc Hồng Quân đã dứt điểm rất đúng thời điểm. Đối mặt, tỷ số trận đấu đã được đưa lên 2-0. Hai bàn thắng cách nhau chỉ vài phút. Mọi chuyện đã xoay chuyển rất nhanh. Những pha tấn công dồn dập đã khiến cho thủ môn và phòng ngự Thanh Hóa lúng túng. Chỉ sau hơn 2 phút, niềm vui lại đến với cầu thủ Thằng Ninh. Kính thưa quý vị, như vậy vào phút thứ 39 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Hải Huy đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho cầu thủ Đan Phát Quảng Ninh. Sau khi Thằng Ninh giải tỏa cơn phát bàn thắng thì pha ghi bàn thứ 2 đến rất nhanh. Mạc Hồng Quân là người đã kiến tạo. Hải Huy đi bóng và dứt điểm rất bình tĩnh. Pha xử lý đầy kinh nghiệm với một nền tảng kỹ thuật tốt của Hải Huy. Bóng của Hải Huy và vẩy bóng bằng má ngoài chân phải Nghiêm Xuân Tú. Bóng vẫn đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Thao Quảng Ninh. Của dứt điểm Kết Thanh, và như vậy là Mạc Hồng Quân đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Thao Quảng Ninh ở phút thứ 54 của trận đấu. Bắt nguồn từ tình huống lấy bóng của Hải Huy và một quả tạt từ bên phía cánh trái. Mạc Hồng Quân, một trong những cầu thủ chơi tích cực nhất trong đội hình của Thao Quảng Ninh, từ đầu trận đấu đã lập công và giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Phan Đình Hùng vượt lên dẫn bàn. 10 phút sau khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Diachenko đã có pha mớm bóng rất tốt, anh Hoàng Tường giúp cho đồng đội của mình nhận bóng ở một tư thế thuận lợi, và sau đó là cú dứt điểm ở tư thế đối mặt. Hoàng Quân đã đánh bại được thủ môn Văn Cường của bạn, có những pha xử lý bóng rất thiếu an toàn. Bạch Tân dứt điểm, tỷ số là 1-1, và người ghi bàn đó là Mạc Hồng Quân. Phút thứ 36. Kính thưa quý vị, như vậy là phút thứ 36 của trận đấu, cầu thủ Mạc Hồng Quân đã ghi bàn ra hòa tỷ số 1-1 cho câu lạc bộ Đan Phát Quảng Ninh. Tới lượt hàng phòng ngự của đội khách lại mắc những sai lầm có thể nói là rất hy hữu. Bây giờ thì tới lượt huấn luyện viên Trung Lê Sâm bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra sát với đường biên để nhắc nhở. Chúng ta có thể thấy ở pha bóng vừa rồi, đầu tiên là Sầm Ngọc Đức bị hút vào phía trong và thoải mái để cho Giang Trần Quách Tân thực hiện một pha đệm bóng. Hữu Tuấn sau đó lại khống chế bóng hụt và để bóng chuội qua gầm giày, tạo cơ hội cho Mạc Hồng Quân thực hiện pha đệm bóng rất đơn giản.
Người chơi bóng sẽ là Nghiêm Xuân Tú. Nguy hiểm. Tỷ số được cân bằng 2 đều cho Than Quảng Ninh và đó là pha ghi bàn của Mạc Hồng Quân. Hàng thủ của Viettel lại mắc lỗi, họ không kèm người. Cú đánh đầu của Mạc Hồng Quân không quá mạnh. Nhưng trong tình huống xử lý vừa rồi thì thủ môn Ngô Xuân Sơn bên phía đội chủ nhà Viettel đã không thể hiện được bản lĩnh của mình. Sẽ có 3 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai và đây là cơ hội dành cho Than Quảng Ninh. Tỷ số được cân bằng 3 đều cho Than Quảng Ninh và vẫn là Mạc Hồng Quân, vẫn là đường truyền của Nghiêm Xuân Tú. Lần này thì cú đánh đầu của Mạc Hồng Quân còn lợi hại hơn nhiều so với tình huống mà anh đã cân bằng tỷ số 2 đều trước đó. Mặc dù cầu thủ Viettel đã rất cố gắng để hạn chế những tình huống tranh chấp có lỗi, nụ cười của ông Park Hang-seo trên khán đài. Không hiểu ông đang suy nghĩ gì khi không gọi Mạc Hồng Quân tập trung đội tuyển đợt này. Liệu sẽ có cơ hội cho Mạc Hồng Quân ở những đợt tập trung tiếp theo hay không? Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Mạc Hồng Quân, pha ghi bàn thứ 5 của anh ở V-League 2019. Các hậu vệ áo đỏ đã không theo sát Mạc Hồng Quân thêm một lần nữa. Như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Than Quảng Ninh được lên trời ở V-League. Hội cổ động viên của Than Quảng Ninh luôn là một trong những hội cổ động viên được đánh giá cao nhất về sự tổ chức bài bản, như việc họ luôn có những... Đây là Hải Huy, Bắc Quân, bàn thắng thứ 7 của Bắc Quân, quá đẹp mắt, nhanh tận dụng và chuyển hóa rất tốt, pha kiến tạo vừa rồi của Hải Huy, quá đẹp mắt. Một pha dứt điểm vô cùng kỹ thuật làm bó tay tài năng trẻ Nguyễn Văn Toản. Cho dù hướng đi của trái bóng ở rất gần với Văn Toản, nhưng có lẽ Văn Toản cũng phải giật mình trước pha dứt điểm đậm chất kỹ thuật vừa rồi của số 8 bên phía Than Quảng Ninh. Một đều. Hải Huy đánh đầu khá nguy hiểm. Tỷ số được mở cho Than Quảng Ninh rất bất ngờ. Với ghi bàn có lẽ là Kouassi. Ngay phút thứ 3 thì Than Quảng Ninh đã có bàn thắng mở tỷ số trên sân khách của Thanh Hóa. Hôm qua thì Hoàng Gia Lai đã để thua Sài Gòn trên sân thống nhất với tỷ số 1-3. Và ngày hôm nay thì Thanh Hóa được đón tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà. Tuy nhiên lúc này thì khó khăn đang đến với đội chủ nhà khi họ đã bị thủng bàn ngay từ phút thứ 3. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn này. Cầu thủ ghi bàn là Nguyễn Hải Huy số 4. Người ghi bàn có lẽ là Mạc Hồng Quân. Kouassi chưa chạm vào bóng. Sau cú đá phạt của Mạc Hồng Quân, đánh đầu sượt bóng. Nhật Minh. Rất nguy hiểm. Rút ra. Bóng đập trúng người của Hải Huy. Vẫn đang là Hải Huy. Địa chân cô. Dứt điểm. 3-1 dành cho Than Quảng Ninh. Người ghi bàn đó là Mạc Hồng Quân. Rất tuyệt vời. Vừa trở lại sau chấn thương, Mạc Hồng Quân đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút thứ 73. Chúng ta một lần nữa xem lại nỗ lực của Hải Huy, sau đó là cả Địa chân cô nữa. Bóng bật ra đúng vị trí của Mạc Hồng Quân, không ai kèm cả. Và một pha dứt điểm rất căng ở một cự ly gần khiến cho Bùi Tiến Dũng không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu thiếu mạnh mẽ và quyết đoán trong pha tranh chấp vừa rồi. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.